không có khái niệm tình bạn hay kẻ thù. Người làm kinh doanh chỉ có khái niệm lợi ích thôi. Dạ. Hai chị em với nhau rất thân tình, nhưng mà xúi đầu tư phát nào chết phát đấy, là thành kẻ thù. Nhưng hai kẻ thù mà đối đang là đối thủ gộp lại với nhau mà nó sinh lợi nhuận tốt hơn thì lại thành bạn hay là thù. Cho nên không có khái niệm tình bạn hay kẻ thù, chỉ có khái niệm lợi ích đối với nhà làm kinh doanh. Dạ. Thế thì chị cũng vậy thôi, chị bắt buộc chị phải quay lại bài toán lợi ích. Vâng. Yeah. Em đang còn cái vướng mắc với cái người mà hôm nọ em thuê quản lý đó. Tức là cái người đấy khi em ở về Việt Nam ấy thì người ta có cái chỗ, có nghĩa là vượt quyền, tức là họ có nghĩa là em giao cho họ trong lúc em đi về Việt Nam thì người ta có thể đại diện em để giải quyết tất cả những việc. Và bạn ấy cũng đã làm những cái việc, ví dụ như là bạn ấy thấy cái doanh nghiệp của em nó như ABCZ đó, thì bạn ấy có cái chương trình là sẽ sửa lại quán chẳng hạn. Bạn ấy lập lên một cái kế hoạch là phải chi bao nhiêu đó, tức là cái số tiền ấy là số tiền không phải của quán chẳng hạn, ví dụ thế. Thì bây giờ em phải làm thế nào với cái người đó mà mình đúng đúng nhất để cho nó hợp tình và hợp lý ấy, là có cách nào không? Tóm lại thế này, cái việc đầu tiên chúng ta bàn đến cái động cơ để họ sửa cái quán của chị. Thì động cơ đầu tiên là nó giống như là một số cán bộ là vẽ ra công trình để ăn phần trăm. Còn nhóm thứ hai là làm công trình thật sự vi dân. Vậy thì cái câu chuyện đầu tiên là bạn ấy sửa quán. Thì như vậy là khi mà sửa quán như vậy thì những cái người đến làm như vậy thì cái số tiền mà bạn chi đi là có thật không? Bạn có tư túi gì trong cái tiền sửa quán của chị không? Không, tức là bạn có ăn bớt cái, bạn có ăn bớt cái tiền, ví dụ như là đáng lẽ sửa quán là 10 đồng mà bạn khai đến 12 đồng để bạn dồn túi 2 đồng, có chuyện đó không? Không ạ. À không. Vậy thì rõ ràng ở đây là bạn chủ động bạn sửa quán như vậy là đứng về mặt là con người là chỉ phải thấy là bạn ấy tự giác, bởi vì bạn ấy vẽ việc ra bạn làm thì bạn thêm khổ mà. Nhưng mà rõ ràng là bạn đâu có xác định là ăn tiền của chị đâu mà bạn ấy vẽ việc ra. Bạn ấy làm là bạn khổ thêm mà. Như vậy xét về mặt động cơ mà nói, nên chúng ta nhìn một cách chân thành nhé, động cơ mà nói thì việc này bạn ấy đang muốn làm tốt cho quán chị, chứ không phải là vẽ ra cái công việc đấy để bạn ấy tự túi. Vâng. Có đúng không chị? Có đúng không chị? Thế thì mình thì việc đầu tiên xét về mặt tinh thần là mình phải yêu quý bạn ấy đã hoàn thành nhá. Dạ. Có đúng không? Đúng rồi. Và việc thứ hai là đứng về mặt cá nhân chị, thì tất nhiên bạn tiền trảm hậu tấu rồi, do chị về Việt Nam cho bạn chủ động bạn ấy sửa. Đúng không? Thế thì chắc là có khi bạn cũng sợ là về đợi chị về mà bàn với chị thì nó nói bậy, nó gọi là đếch xuôi. Cho nên là nó phải tiền trảm hậu tấu thôi. Thế nó cũng liều là một ăn một tịt, nếu mà được thì nó còn làm tiếp, mà không được thì nó cũng giải tán kiểu vậy. Thế bây giờ chị cho hỏi là như chị thấy việc sửa đấy nó có cần thiết không? Em thì thấy là không cần thiết ạ, tại vì quán mới sửa xong. Số tiền thì nó có lớn không chị? Nếu mà sửa hết thì nó cũng khá lớn. Là bao nhiêu ngòi ạ? Thì chắc là nếu mà sửa, tôi có nghĩa là bây giờ mới chỉ sửa bước đầu để cho tiệm, để chuẩn bị cho một cái bước lớn hơn cách đây khoảng 3 năm nữa, tức là theo bản cái kế hoạch. Thì cái kế hoạch rồi, của rồi, 3 năm thế nữa. Rồi rồi, sửa bước đầu này mất bao nhiêu ấy? Dạ, mất bước đầu thì mất rồi. Mất chỉ khoảng 15.000 thôi, và mình sẽ phải đóng cửa tầm khoảng 20 ngày. Nhưng mà đã sửa chưa? Đã bắt đầu sửa chưa? Chưa, tại vì em đã kịp sang rồi, em không cho sửa nữa mà. Vậy thì đúng là vấn đề của chị là nói xin lỗi chị Duyên, đừng giận Tuấn nhé. Cái tôi của chị lớn. Dạ. Cái tôi của chị lớn quá. Tức là hiện nay họ chưa sửa, có nghĩa là chị chưa mất đồng nào, thì chị em vẫn còn có thể ngồi rút kinh nghiệm, nhưng mà có lẽ là chị giận họ là vì họ vượt quyền. Không, em cũng hai chị em vẫn thương nhau mà chưa. Bây giờ chỉ biết em chỉ hỏi thầy là để hai chị em có làm tiếp nữa không, bởi vì em cũng có nói chuyện với bạn ấy và muốn rằng là tất cả mọi việc bây giờ mình phải hiểu nhau hơn để mình kết hợp với nhau. Tóm lại hơn. Là để mà làm tiếp với nhau hay không làm tiếp thì đầu tiên là cái người mà chị làm chủ ấy,
chị làm chủ mà trình độ của chị thấp hơn họ, vâng, thì chị thuê họ về chị phải tin họ. Dạ. Còn nếu trình độ họ cao hơn chị, à chị cao hơn họ, vâng, thì chị thấy là cái việc đấy mà có lợi hay không có lợi thì chị phải thuyết phục được họ để chị họ hiểu rằng cái việc đấy là không có lợi. Còn nếu người ta bảo thủ nữa thì phải chia tay. Nhưng cuối cùng đích đến lớn nhất của nhà hàng thì cái con số hiệu quả của nhà hàng đó là cái câu chuyện là tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của chị nó chiếm bao nhiêu phần trăm. Quan trọng nhất là con số đó. Ví dụ nếu họ đầu tư vào đấy là 15.000 oi nhưng mà nó tạo ra một cái lợi nhuận rất là tốt mà chị có tiền để đầu tư, thì chị có nên đầu tư hay không? Đấy là câu chuyện, nó phụ thuộc vào niềm tin của chị. Câu chuyện thứ hai là nếu đầu tư vào 15.000 oi mà nó không sinh ra lợi nhuận thì chị phải dùng cái con số đấy chị thuyết phục người ta. Vậy thì bây giờ cậu phải nói với cậu rằng nếu thêm, bạn ấy phải điền thông qua các con số. Tức là nếu tôi đầu tư vào 15.000 oi nữa thì theo cậu là doanh thu nó sẽ tăng lên bao nhiêu? Và lợi nhuận nó sẽ tăng lên bao nhiêu? Và cậu chứng minh cho tôi đi. Và nếu chứng minh được mà nó hiệu quả hơn thì ta đầu tư. Còn nếu mà bạn chứng minh mà bạn không thuyết phục được tôi thì rõ ràng là đầu tư vậy thì tôi thấy nó, nếu bạn là cương vị bạn là chủ bạn cũng rất lo lắng, huống hồ là tôi, đúng không? Vậy thì chúng ta bàn với nhau dựa trên một cái mục tiêu lớn nhất, đó là làm thế nào đầu tư gì thì đầu tư, nhưng cuối cùng tỷ suất lợi nhuận trên tổng mức đầu tư của cái nhà hàng đó trước và sau khi đầu tư nó sẽ biến động ra sao. Thì cái người làm tài chính rất là quan tâm đến câu chuyện. Giống như kiểu là nếu mà lấy vợ về thì nó phải hạnh phúc hơn, còn lấy vợ về mà nó nát hơn thì người ta sẽ không lấy. Vậy thì hãy chứng minh cho người này, hãy chứng minh cho người đàn ông thấy rằng lấy vợ nó hạnh phúc thế nào thì có nghĩa là mai họ cưới luôn, có đúng không? Và tương tự như vậy, hãy chứng minh cho bà chủ biết rằng là nếu mà bảo bà chủ đầu tư thêm cái này vào thì hiệu quả của việc đầu tư này nó sinh ra lợi nhuận thế nào, doanh thu tăng thế nào và lợi nhuận tăng thế nào, thì họ phải chứng minh cho chị. Và vấn đề là chị phải biết cách để hỏi họ thì họ trình bày với chị, và sau khi chị hỏi xong họ trình bày thì chị phải biết lắng nghe. Ít nhất là chúng ta phải bằng con số. Đến đây chị có hình dung sơ qua không? Có, em có. Không có khái niệm, không có khái niệm tình bạn hay kẻ thù. Người làm kinh doanh chỉ có khái niệm lợi ích thôi. Hai chị em với nhau rất thân tình nhưng mà xúi đầu tư phát nào chết phát đấy là thành kẻ thù. Nhưng hai kẻ thù mà đối đang là đối thủ gộp lại với nhau mà nó sinh lợi nhuận tốt hơn thì lại thành bạn hay là thù. Cho nên không có khái niệm tình bạn hay kẻ thù, chỉ có khái niệm lợi ích đối với nhà làm kinh doanh. Thế thì chị cũng vậy thôi, chị bắt buộc phải chị phải quay lại bài toán lợi ích. Hình dung được không? Không phải dân tài chính nhưng nghe thế này nó hơi mông lung. À tốt, thế thì tốt rồi. Thấy đeo kính như này chắc là dân tài chính rồi. Có hiểu thì đấy, đeo kính này chắc chắn dân tài chính rồi. Vâng, cái này em cũng có hiểu. Đúng là em chưa có cái gọi là chưa có cái uy lực, cũng chưa có cái kinh nghiệm gọi là để mà nói ra những cái gì mà mình muốn, hoặc là mình có kế hoạch. Thì em cũng có hỏi bạn đấy là nếu đầu tư như thế thì được cái gì, bởi vì cái cần đầu tư thì nó không phải là cái vấn đề đó trong cái quán của em bây giờ. Chị đừng tranh luận về cái pháp đầu tư. Tức là 15.000 đầu tư thì nó có nhiều cách đầu tư. Một là đầu tư vào nâng cấp con người, hai là đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất cho nó sang trọng hơn, ba là đầu tư mở rộng cơ sở vật chất, bốn là đầu tư vào truyền thông marketing, vân vân. Thì nó có nhiều phương pháp để đầu tư. Giống như bây giờ chị có 2.000 oi, một là đi hút mỡ bụng, hai là bơm bông và ba là bơm vòng bột, ví dụ vậy. Tức là nó có rất nhiều cách để đầu tư. Nhưng cái cuối cùng thì cái hiệu quả cuối cùng thì nhìn mình nó phải mượt hơn. Có phải không? Cái bản chất như vậy. Thì trong doanh nghiệp cũng vậy thôi. Bản chất là có 15.000 oi thì chỉ có rất nhiều cách để đầu tư. Nhưng đầu tư vào đâu thì đầu tư thì cuối cùng là doanh thu nó phải tăng bền vững và lợi nhuận nó phải tăng lên và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu nó phải tăng lên. Có vậy. Vâng. Dạ. Thì là bây giờ là em phải như nào? Bây giờ phải về học của thầy đúng không?
Không phải học cái gì tôi lạy bà. Bà học cái thằng đệ của bà ấy. Bây giờ bà hỏi nó thế này. Em muốn chị đầu tư bao nhiêu? Nó bảo 15 ngàn thôi. Ok, thế thì tốt, chị có khả năng. Không? Bây giờ cho chị hỏi, nếu đầu tư thêm 15 ngàn thôi, thì theo em là doanh thu nó sẽ tăng lên bao nhiêu? Đúng không? Và làm thế nào mà em biết được doanh thu nó tăng? Thì em nó sẽ giải trình cho chị thôi, và chị có lắng nghe tí. Câu chuyện thứ hai, vậy thì với doanh thu nó tăng lên như thế này, thì lợi nhuận trước khi đầu tư nó là bằng này, bây giờ sau đầu tư lợi nhuận nó là bao nhiêu? Nó chứng minh cho mình. Và với cái lợi nhuận đấy thì tỷ suất lợi nhuận trên tổng mức đầu tư trước cộng với lại 15 ngàn oi mới nữa, thì tỷ suất lợi nhuận trên cái vốn chủ sở hữu của chị là bao nhiêu? Thì chị phải phân tích trước và sau. Nói đoạn này có hiểu không? Vừa đấy bảo hiểu xong, bây giờ lại bảo về phải làm. Vừa nãy em có hiểu, nhưng thực ra là cái 15 nghìn này chỉ là gọi là chỉ để đập một cái bức tường ra và làm cho nó sạch đẹp lại thôi, chứ không phải là cái đầu tư chính. Tức là sau khi cái đó mình phải đầu tư vào 300 ngàn. Thì lấy ví dụ vậy, nhưng mà giả sử mình hỏi họ là nếu 300 ngàn nữa thì sao? Chị hình dung là nó trình bày với chị thì chị đã mất tiền chưa? Chưa. Thế thì tại sao không dũng cảm mà nghe? Vâng. Nhê. Gấp có nghe thôi mà cũng phải dũng cảm, khổ lắm cơ. Nghe làm gì đã mất tiền. Dạ. Yeah. Ừ, tiền vẫn còn trong túi mình mà. Vâng. Nhá, chịu khó nghe tí. Dạ. Biết đâu anh em nó giỏi, nó trình bày cho mình sao? Tức là vì mình biết mình không giỏi cho nên mình mời nó về. Thế mình mời chuyên gia về thì ít nhất mình phải lắng nghe nó tí chứ nhỉ. Còn dại nhất là mời chuyên gia về. Tức là mình biết là mình nên mình mời chuyên gia giỏi về, xong mình lại bắt chuyên gia nó làm theo cái cách của mình, thì hóa ra mình thông minh quá nhỉ, đúng không? Vâng. Nên dũng cảm lên, lắng nghe. Ok. Hiểu chưa bà Duyên? Nếu trường hợp mà em đã nghe trình bày rồi mà em có thể kể cho thầy nghe và thầy giúp em được không? Bởi vì như này là bà không, cũng có trình bày là thỉnh thoảng tôi mới có thời gian tôi hiện hình lên thế này thôi. Chứ không phải lúc nào nghe được. Thế thì bây giờ bây giờ nó phụ thuộc vào bà. Bây giờ nếu mà nó trình bày tốt mà bà dốt, bà không hiểu, thì đấy là nghiệp của bà thôi, bà phải chịu thôi chứ, đúng không? Thì từ cái nghiệp đấy, tốt đấy. Thì mình phải học để nó nâng cấp lên. Thế còn nếu nó trình bày mà mình giỏi hơn nó, mình hiểu nó thì mình sẽ ok. Hoặc nó trình bày mà mình lại tưởng là nó ngon thì mình ném tiền ra thì nó lại mất bay mất tiền, thì nghiệp nó còn nặng hơn cơ, có phải không? Cho nên là cũng ngu thì không phải là cái tội, nhưng ngu sẽ làm ta mất tiền. Vâng. Rồi thôi. Có đâu thì học đến đấy thôi nhá.